Riêng cái món sườn này tất cả mọi khách ăn thì là rất là nhớ luôn. Đấy, vì nó rất là thơm, nó giữ được nguyên cái hương vị của sườn. Cái tóp mỡ này thì là khi mà mình bán bún riêu cua ấy, thì là mình cho mỗi một bát một ít vào thì là nó có topping đầy đủ. Hầu như cứ cách một ngày thì chị lại phải phi rồi, không có pha phiết cái gì cả mà chị chỉ tự bóc tự làm. Đấy, nó rất là giòn. Hello, xin chào quý cô chú anh chị và các bạn. Chào mừng các bạn đã trở lại với kênh của mình. Hôm nay trong clip này thì mình xin phép được giới thiệu tới quý cô chú anh chị và các bạn một quán bún riêu cua và phở tiêu gà các bạn ạ. Sáng nay là mục đích của mình là tới quay quán bún cá rô đồng bên cạnh nữa. Thế là tiện đó thì bên cạnh có quán bún riêu cua này mình cũng sang xin phép luôn. Đúng lúc chị đang dọn hàng ra. Ở quán này thì ngoài bún riêu cua thì chị có thêm cái món phở tiêu gà, nó rất là lạ luôn. Thực ra nó cũng không phải là lạ lắm đâu các bạn ạ. Nó là cái món phở gà trộn đấy. Nhưng tuy nhiên là ở đây thì chị không sử dụng cái nước maggi xì dầu đâu, mà chị có cái nước loại nước trộn riêng. Thì lúc nãy mình hỏi thì chị có nói như vậy. Thì cụ thể như nào bây giờ các bạn cùng theo chân mình vào trong này nhé. Đây, em xin phép chị là quay một chút cái hình ảnh quán mình đây nhé. Đây, chị đã dọn hết ra đây rồi các bạn này. Chị em thấy đây chị có cái hành khô như này là mình tự làm hay là chị hành khô chị mua đấy? Đúng rồi em ơi, hành khô này là chị tự làm, tự phi là 1 tuần 3 buổi. Vừa bán cho vào bún riêu và vừa chị đóng hộp là bán cho những khách người ta ăn ở đây em. Dân ở đây là mọi người là người ta kiểu ăn quen những cái hành này là người ta... Em thử cái tí đấy, em thử, rất là ngon, đấy. Mà chị để là nó rất là cái hương vị là giòn. Giòn thơm lắm các bạn ạ. Giòn. Giòn thơm, mà đây là phi lấy mà dầu toàn dầu chất lượng luôn. Mà rất là thơm, mà đây là để này, đây này. Em thấy nó giòn rụm luôn. Vâng đấy, giòn thơm đấy. Rất là ngon. Hành này ăn sướng. Cái này chị bán bao tiền một cân? Cái này là chị bán là 350 một cân. 350.000 một cân. Đúng rồi. Đấy, vì là hành ta nguyên chất luôn. Đấy, không pha tạp cái gì hết. Mà chị làm dầu riêng rất là ngon. Đấy. Mà cả đây là cái tràng trứng là cứ buổi sáng đến là chủ hàng là đưa, khi nào khách ăn thì chị trần vào. Đấy. Đấy rồi, còn đây là bánh đa Hải Phòng này em. Bánh đa đỏ. Bánh đa đỏ Hải Phòng này ăn đấy, rất chị là... Chị đây có phải bánh đa tươi không? Bánh đa tươi đúng rồi em. Đấy, bánh đa tươi Hải Phòng. Bánh đa tươi ở đấy. Cái này là ăn là rất là ngon. Mình nhúng quá một tí xong là mình nhấc lên. Đấy, chứ không như cái bánh đa khô. Bánh đa khô là kiểu bị lát ấy. Nhưng mà cái bánh đa tươi thì rất là ngon. Đây còn miến này là chị cũng đặt này, miến là rất là dai. Đấy, hành rau. Em thấy ở đây chị có mỗi một mình chị thôi ạ? À? Có ai phụ giúp mình nữa không ạ? Có. Là có chồng chị. À. Đấy, chồng chị là bếp lúc trong kia, Linh à. Lấu. Xong đây đây, và chị cũng có một người làm cho chị. Nhưng mà nói chung là cứ từ 4 giờ sáng các bạn. Vâng, từ 4 cũng giờ sáng. Cũng từ 4 giờ sáng. Xong chị ra đây bán hàng thì buổi sáng đây là nhiều khách là người ta đi làm, người ta ăn sớm. Vâng. Giới thiệu với em như là đây là cái món sườn này là đặc trưng của nhà chị luôn. Đây là sườn là chị phục vụ cho món gì thế ạ? Sườn này là chị bán sườn, bún sườn này, măng, măng khô. Măng này thì rất là giòn, ngọt. Và riêng cái món sườn này thì là tất cả mọi khách mà ăn thì là rất là nhớ luôn. Vâng. Đấy, vì nó rất là thơm, nó giữ được nguyên cái hương vị của sườn. Đấy, và còn đây là chị giới thiệu với em là đây là gà, cái món gà này là chị bán vào phở tíu trộn. Khi mình trộn bát một bát phở tíu là có giá này, có rau thơm, và mình trộn mấy cái phở tíu gà này và đây cái nước mắm của nó đây em. Cái này là chị không trộn bằng xì dầu maggi mà chị lại trộn đấy bằng... vì là chị trộn là khác mọi người đây. Vâng. Cái nước mắm này thì ăn rất là đặc trưng. Vâng. Khi mà khách ăn thì là rất là nhớ đến luôn. À. Đấy. Hầu như là mỗi ngày thì chị hết mấy âu nước mắm như vậy? Em ơi, mỗi một ngày thì chị hết tầm độ 3 bồn âu. Cái tóp mỡ này thì là chị cũng tự mua cái thịt của đầu cái thịt ba chỉ. Nó dắt mỡ vào như này. Thì khi mà mình bán bún riêu cua ấy, đấy, thì là mình cho mỗi một bát một ít vào. Thì là nó topping đầy đủ. Đấy, topping đầy đủ là có tóp mỡ này. Riêu cua phải có tóp mỡ. Đấy, đúng rồi, tóp mỡ này. Và đây, cái mọc này chị cũng tự làm đấy. Ăn vị béo này, giòn. Cái này là giò sống này. Cái mọc này là cũng chị cũng tự xay thịt và chị làm đấy. Đây cái món đậu đấy, đậu này là đậu mơ này em này, mơ truyền thống đây. Sáng lên chị mới làm. À. Đấy. Tức là sáng mình mới bắt đầu. Đúng rồi. Buổi sáng cái này này và tất cả những cái này là chị làm buổi sáng này. Vâng. Thì nó sẽ rất là ngon này, sườn cũng thế. Và măng các thứ là chị xào buổi sáng. Đây thịt cua thì là chị cũng buổi sáng lên chị làm. Ăn nó rất là... Cái này là chị trưng với hành khô rồi đúng không? Đúng rồi. Hành khô. Nhưng mà em thấy đây như là chị có cho cả một chút dầu điều để đúng lấy rồi. Màu đúng không? Đấy, chị có dầu điều này. Đấy và hành khô. Đấy mới cả cái
cái gạch của con cua. Đấy, chị trưng lên. Đây là bắp bò các bạn. Đúng không? Đây là bắp bò. Bắp bò này để chị làm với cả bún riêu cua. Đấy. Khi khách ăn thì mình sẽ thái. Vâng. Đấy, ăn đâu mình sẽ thái ra thì nó rất là ngon. Em không thấy cái món kiểu như là sườn này của chị ngon. Đây, ô sườn này rất là đặc trưng này em này. Đấy. Sườn này đặc trưng lắm, mà rất là ngon, mà khi mà ăn miếng sườn vào nó thơm, không bị khô. À. Đấy. Mình giới thiệu với em đây là chả cá Hải Phòng nhá. Đấy. Còn đây là chả mực này em. Đấy. Chả mực nữa. Vâng. Hai loại chả luôn. Anh đưa đây cho em. Đây. Đây sáng đến là mọi người giao bún này. Bún với phở. Vâng. Chứ sao lại gọi là phở tiếu gà mà không phải là phở gà trộn hả chị? Em ơi, vì là như phở gà trộn thì ở đây là ở Hà Nội mình ấy thì là chỉ trộn mấy như này, như Maggi. Đấy, thế nhưng mà khi mà nói phở tiếu gà thì mình là phải cái nước mắm chua ngọt này thì nó mới ra là phở tiếu gà. Nhưng mà ngày trước là phở tiếu ấy là người ta làm bằng thịt lợn, nhưng mà bây giờ chị lại làm bằng thịt gà. Đấy, thì nó gọi, người ta gọi là phở tiếu gà. Đây là xá sùng đây em. Vâng. Đấy. Bình thường thì mỗi một nồi nước dùng thì chị sử dụng khoảng bao nhiêu lạng xá sùng như này? Em ơi, chị phải dùng một lạng này. Đấy. Một lạng xá sùng luôn. Đúng rồi. Đấy, mà xá sùng này là chị mua đặt là rất là ngon, nó không có cát này. Vâng. Cái loại này thì cũng phải tầm 2 triệu cân không chị? Hay hơn? Không. Cái này là của chị là hơn 3 triệu một cân. Hơn 3 triệu. Đúng rồi. Khi mà chị cho vào nước dùng ấy thì chị sẽ phần lại phải cắt nhỏ thêm nữa này em này. Chị cắt để chị cho vào chảo, chị rang cùng với hạt tiêu thì khi nào mà con xá sùng nó lổ lách tách này mà nó vàng lên thì lúc bây giờ là được, thì mình sẽ cho vào nước dùng. Thì nó có hạt tiêu thơm này và hai cái này nó hòa quyện với nhau thì nó rất là hợp này em. Vâng. Đấy, tất cả những cái gia giảm đây là chị cho vào trong cái lai. Tức là để trong này đó. Đấy, để cho nó khỏi không đúng nước 12 nữa là chị bán cho khách ấy. Vâng. Là mình múc là mình chỉ đây mỗi bát là mình cho như thế này vào. Vâng. Đấy. Tất cả là đều tự nhiên hết nhá. Cà chua thì chị trưng rất là nhiều. Vâng. Tất cả xá sùng ra là. Cái nồi nước dùng này là của cho món gì đấy ạ? Em ơi, món bún này, bún măng, sườn mọc và bún gà. À rồi rồi rồi, tức là chị kết hợp, chị tận dụng cả cái xương để nấu đúng không? Đúng rồi, đấy đấy là mình sẽ nấu hết và đây là cái nồi trần bún của chị. Đấy. Một âu nước mắm và một âu dầu trộn. Vàng thế nhỉ, nó có cái màu như kiểu màu mỡ gà đúng không? Đúng rồi, đây là chị làm cả mỡ gà kết hợp và đấy. Thì là khi ấy là mình phải trộn lên này. Đấy, mình trộn đều lên. Và đây là chị sẽ trần cái giá này. Chị cho vào đây này. Đấy. Và rau thơm, rau mùi em ạ. Vâng. Giá này. Đấy, rau thơm này. Sau đó là chị sẽ cho gà. Và sau đó là chị sẽ trộn cái nước mắm thần thánh này của chị. Đấy. Mắm là mình phải trộn này. Xong bắt đầu chị mới cho cái này. Đấy. Vì là... Nhưng mà đây là nhà chị là cái này là đặc trưng riêng. Vâng. Như bát này là bao nhiêu tiền đấy chị? Là 40.000. Khách mà họ thích ăn thêm tràng trứng nữa là 50. Đây và tràng trứng đây, khi mà khách muốn ăn đây thì chị trần đây, chị cho vào. Đấy. Thế là thêm tràng trứng như này là thêm 10.000 hả chị? Đây, ví dụ một đây một bát như này. Đây, như này là thêm 10.000. Là 50.000. Em có ăn nhiều bún không em? À không hành. Bún măng gà. Đây là chị gọi món gì đây chị? Bún măng gà em. Bún măng gà. Em không ăn da à? Đây chị lấy gà đùi cho mà. Rồi rồi. Gà đùi nó cũng không có da đâu em. Đây là bún măng gà như này là chị sẽ bán bao tiền ạ? À? Em ơi, đấy cũng giá từ 35, 40, 50. Vâng, như bát này là bao tiền hả chị? Bát đùi này này. Bát đùi là 40. 40, lại không ăn hành. Bún này. Đây là bát riêu cua chị? Đúng rồi. Bát đặc biệt này. Đấy là mình sẽ có hai miếng giò tai. Đấy, và một miếng miếng chả cá này. Vâng. Đây là chả mực này. Vâng. Đấy. Đấy, giò mọc này. Vâng. Tóp mỡ này. Vâng. Đấy. Đậu này. Đấy, nhìn tóp mỡ rất ngon các bạn ạ. Đây. Đây đậu này và thịt bò này. Đây bắp bò. Đây. Đây là chị sẽ trần bắp bò. Thế nào là phải trần cái loại đấy. Cho vào đây. Đấy. Cuối cùng là chị sẽ cho hành khô. Riêu cua này là chị cho cả sườn luôn ạ? Đúng rồi. Đây là một sự biến tấu không hề nhẹ các bạn. Mỗi bát là chị sẽ cho một miếng cà chua. Vâng. Đấy. Đây là nước, tất cả những cái nước màu này là hầu như là chị làm. Như bát đầy đủ là sẽ là bao nhiêu tiền hả chị? 50.000. 50.000 bát này. Đấy, một bát như này là 50.000.
các bạn ạ, cái mà mình ấn tượng ở đây đấy là cái vệ sinh các bạn ạ. Mình thấy đây quán anh chị làm rất là sạch sẽ luôn, từ cái bát, cái đũa cho tới các cái topping chị sắp xếp ngoài kia. Mà đặc biệt vào đây nữa thì mình nhìn thấy cái loại dấm ớt các bạn này, rất trong luôn. Và dấm ớt mới đấy, nó không bị có một chút váng hay thậm chí là không cả kiểu là rất bẩn ở đây, mình cũng không thấy có luôn các bạn. Mà tỏi ớt đây nó rất là trắng này các bạn này. Đấy. Đây có ớt này là ớt như chị nói mình là ớt chị tự xay, nước mắm, hạt tiêu. Ok, thì mình sẽ trải nghiệm cái bún riêu trước để cho nó đỡ nguội. Hai miếng một chả mực, một chả cá này, hai miếng giò tai này, đậu này, tóp mỡ này, bắp bò này, mọc và giò. Đây giò này. Ok, mình sẽ trải nghiệm trước nhá. Đây các bạn nhìn này, cái nước riêu đây rất là vàng luôn. Cái màu vàng này là một phần là của cái dầu điều mà chị trưng với lại cái thịt cua này. Đấy, thêm nữa là có một chút màu của cà chua nữa. Ok, mời các bạn nhé. Nước dùng rất là đậm đà, đậm ngọt đấy các bạn. Ở đây mình cảm nhận rõ cái vị ngọt luôn. Có vẻ là chị nấu rất là nhiều cua ấy. Thêm nữa là khi mới đưa lên miệng luôn, mình ngửi phảng phất là có cái hương thơm của dấm bỗng. Và khi nhấp vào thì mình thấy cái vị chua của dấm bỗng, nhưng cái vị chua này nó chua thanh thanh, thanh dịu ấy. Chứ nó không bị gắt lên vị dấm bỗng đâu. Nó không bị lộ quá cái vị dấm bỗng ấy các bạn. Đây, bát rất là đầy đặn luôn các bạn ạ. Thôi mình sẽ ăn dần trước này. Mà các bạn cho luôn đây cho nó nóng. Ăn bún mà gắp cái đũa kiểu này nó hơi trơn một chút, nhưng mà bù lại thì nó lại sạch sẽ hơn là so với cái đũa tre kia. Nhưng gắp đũa tre thì nó sẽ dễ hơn các bạn. Trong này mình không cảm nhận thấy có cái vị của mắm tôm nhỉ. Bún riêu thì mình thường sẽ thích ăn một chút cái hương vị của mắm tôm. Giò rất ngon luôn các bạn nhé. Ăn nó có độ êm này các bạn. Mình bóp vào nó có cái độ đàn hồi, nó rất là êm luôn. Tăm mỡ đây ăn rất ngon các bạn. Tức là cái mỡ này chị cảm giác như chị lấy cái mỡ vai. Mà nó cái mỡ này ăn nó giòn giòn, nó sần sật nha các bạn. Nó giòn không phải là của cái tóc mỡ mà dán lên này nó giòn, mà cái mỡ này nó giòn này các bạn này. Giòn nhưng mà ăn nó không bị ngấy đâu. Nó kết hợp cùng cả một chút cái thịt nạc này, ăn rất là thơm. Tóc mỡ ăn không hôi. Anh chị, mắm tôm này là mình nhà mình là thường để ngoài. À, ai ăn thì cho đúng không? Ok. Mình ăn bún riêu hay bún ốc là mình thích phải có một chút mắm tôm các bạn. Cái thịt cua ở đây thì mình thấy cái thịt nó vẫn hơi có một chút bã bã chứ nó không mịn đâu. Ăn cái thịt cua này nó còn hơi ráp ráp, nó khô các bạn. Cua này nếu mà chị làm tốt hơn nữa thì nó ngon hơn đấy các bạn. Như kiểu là chị xay xong rồi chị có để qua tủ lạnh để đá nó mới như vậy. Nướng sườn nó có một chút mỡ, mình rất thích ăn sườn phải có một chút mỡ, ăn nó béo nó ngậy. Mà sườn đây chị hầm nó cũng đã nhừ rồi này các bạn. Mình lấy đũa mình có thể là mình sắn ra được này. Này rất là mềm luôn. Chị hầm như này thì cái nồi nước chị lấy cả cái nước của cái sườn này chị nấu nước dùng thì ăn nó cũng sẽ đậm đà hơn, nó có nhiều chất thịt hơn đấy. Còn rất mềm, ăn ngậy, thơm. Phở gà trộn các bạn. Ăn như này thật sự là kệch bụng đấy các bạn. Một bát riêu cua xong rồi một bát phở tiếu gà ấy. Tôi đang nghe cái phở tiếu gà thì mình lại nhớ ra cái phở hủ tiếu. Nó có một cái gì đó nó mình cảm giác nó giống giống nhau, nhưng không phải, bởi vì là phở tiếu gà này là phở gà trộn đấy các bạn. Nhưng mà khác một chút là ở đây thì anh chị lại trộn bằng cái nước chua ngọt chứ không phải là nước Maggi đâu các bạn. Cũng rất là nhiều luôn này. Một bát như này ăn no luôn đấy các bạn. Nó nở ra nữa. Đây là thịt gà này. Đấy. Ok, mình sẽ trộn đều mình ăn. À, trước khi trộn thì mình sẽ cho thêm một chút tương ớt vào mình trộn luôn. Ở đây thì như chị quảng cáo là cái ớt này chị tự làm nó sẽ rất là cay. Và chị có dán thông báo luôn để cho khách hàng biết là ớt này rất cay. Mọi người lưu ý. Nếu mình ăn được cay thì mình sẽ cho nhiều hơn.
Cũng là phở trộn nha, nhưng mà nó khác hoàn toàn so với lại phở gà trộn mà mình hay ăn. Phở gà trộn hay ăn thì nó có nổi trội đến là hương của xì dầu Maggi các bạn. Nhưng cái này thì nó hơi ngậy ngậy một chút, tức là ngậy béo của mỡ. Cái tương ớt này thì rất là thơm, kiểu tương ớt chị tự làm, ớt tươi, ngửi rõ cái hương thơm của ớt luôn các bạn. Bánh phở mềm nó quện cùng với mỡ này, ăn rất là, ăn tức là ăn nó mướt đấy các bạn, rất là dễ ăn luôn. Ăn cái này thì cái hương vị nó hơi ngọt ngọt, hơi chua chua. Còn cái vị đậm đây thì mình không cảm nhận nhiều. Có lẽ là với những bạn thích ăn đậm thì cái vị này nó sẽ không phù hợp. Nhưng mà ăn kiểu nhẹ nhẹ, thanh thanh thì ăn như này lại rất là ngon. Nước dùng rồi các bạn. Rất là ngọt. Rất là... Ngoài gia vị, cái vị đậm ngọt của gia vị thì đây là cái vị ngọt của cả xá sùng. Cái nước rất ngọt luôn các bạn. Ngọt, nó có một chút hương thơm của cái kiểu như hành khô ngoài nữa. Nước dùng thì ngon. Rất ngon luôn các bạn. Nên các bạn ăn phở nước cũng ngon đấy. Mình thấy đánh giá cái nước dùng ngon. Thứ này chị Trần vẫn hơi kỹ. Mình thích là theo kiểu trứng chảy là bên trong nó vẫn phải ướt nhá. Đây là chị luộc kỹ hẳn luôn các bạn. Nếu như cái này chị luộc nó tới hơn tí nữa thì ăn nó sẽ ngon hơn. Lại qua các bạn ạ. Sau khi vừa trải nghiệm xong thì mình có một vài nhận xét như sau. Đặc biệt là về bún riêu cua các bạn nhé. Bún riêu cua đây mình rất thích cái nước dùng ở đây luôn. Nước dùng đây nó có cái vị đậm ngọt. Và cái đậm ngọt đây là đậm ngọt của chất cua luôn các bạn, chứ không phải là đậm ngọt của gia vị đâu. Chị cho cái giấm bỗng vào trong này ăn cũng rất là vừa vặn. Nó không bị chua quá, nó chỉ hơi phảng phất, thoang thoảng cái vị của giấm bỗng thôi. Thêm một cái nữa ở đây là chị làm cũng rất là sạch sẽ luôn. Từ cái lọ giấm tỏi, những cái lọ đựng gia vị thế mình để ý rất là kỹ thì thấy rất là sạch sẽ luôn các bạn ạ. Giấm tỏi trong và lạ nữa là ở đây lại bún riêu cua lại có cả sườn nữa các bạn ạ. Lại có cả chả cá rồi chả mực. Ra ăn cái này thì các bạn có thể là tùy các bạn thôi, các bạn gọi là các bạn ăn, còn các bạn có thể là gọi độc là bún riêu cua đậu thôi cũng được. Còn về phở tíu gà ở đây thì như lúc nãy mình có góp ý cho chị là nếu như mà chị có để thêm một cái nọ nước chấm chua ngọt nữa ở đấy, nếu mà bạn nào thích ăn đậm đà hơn thì các bạn có thể cho thêm vào. Bởi vì là ăn phở trộn mà thì nó phải đậm đà một chút. Phở tíu gà trộn đây thì nó cũng rất là lạ miệng so với những cái phở gà trộn mình ăn thông thường. Là mình đang quen cái vị là cái vị Maggi, hương của Maggi nó nổi trội hơn so với cái hương của cái vị chua ngọt này. Nhưng ngược lại thì ăn cái vị chua ngọt này thì nó gần như là nó không bị ngấy, nó giảm đi ngấy rất là nhiều, ăn nó rất là mềm mướt. Đấy thì đấy là tất cả nhận xét của mình nhá. Thì bạn nào mà ở gần khu vực này hoặc là đi ngang qua đây có thể ghé ngang qua cái địa chỉ là 203 phố Kim Ngưu để trải nghiệm cái bát phở tíu gà hoặc là bún riêu cua ở đây. Mình thấy riêu cua hợp lý đấy các bạn ạ. Còn bây giờ mình xin phép dừng video đây và hẹn gặp lại các bạn ở trong những video kế tiếp nhé. Chào các bạn.